Hiển Nhi, mình đến từ Sóc Trăng và hôm nay thì mình vừa nhận được visa Úc. Bây giờ thì cảm giác mình rất là vui bởi vì mình đã rất mong chờ vào chuyến du học này, chia sẻ một số kinh nghiệm cho các bạn về việc đi du học của mình thì đầy đủ với cái tờ như là học bạ và chứng minh tài chính. Và lý do mà mình chọn du học Úc mà không chọn Mỹ hay Canada vì Úc thì nổi tiếng, khá là nổi tiếng trước giờ, có nền giáo dục tốt trên thế giới và thu hút rất là nhiều học sinh hàng năm. Đặc biệt nữa là bằng cấp ở Úc khi mà sau khi chúng ta tốt nghiệp xong thì được công nhận trên toàn thế giới và điều đó sẽ chắc chắn đảm bảo cho chúng ta có một tương lai nghề nghiệp ổn định hơn. Qua đó thì mình sẽ học cử nhân ngoại du lịch quản trị nhà hàng khách sạn. Đầu tiên thì mình sẽ học 10 tuần Anh văn, sau đó là khoảng 56 tuần học cử nhân, chương trình cử nhân. Đối với mình thì cũng có một điều bất lợi nữa là mình không có người thân nào ở Úc, không có bạn bè cũng không có người thân, mình đi một mình thôi. Và điều này thì khá là khó khăn, nhưng mà mình nghĩ là nếu học ngành này thì đòi hỏi phải có sự năng động cũng như là tự tin, vì vậy mình tự tin là bản thân mình sẽ làm được. Mà không, có lẽ thời gian đầu thì cũng sẽ bỡ ngỡ nhiều, nhưng mà với tuổi đời 18-19 tuổi thì chắc cũng không là vấn đề lớn. Khi mà mình làm hồ sơ ở đây thì cái chị ở đây rất là nhiệt tình, thoải mái, là giảm cho mình áp lực tâm lý rất là nhiều. Cái chị luôn động viên mình cũng như là giúp đỡ hết sức trong việc chuẩn bị hồ sơ xin visa, khiến mình không có bị áp lực quá nặng về việc là mình thiếu sót ở một điểm nào đó trong hồ sơ. Tâm lý khá là thoải mái và mình rất là cảm ơn công ty đã giúp đỡ mình trong việc xin visa du học Úc hôm nay. Và lời cuối cùng thì chỉ có một lời khuyên là các bạn nên chuẩn bị cho mình một vốn kiến thức tốt để có một tương lai du học khá là ổn định và không bỡ ngỡ nhiều. Và chúc các bạn có ai mong muốn, có những người mong muốn xin visa du học Úc giống mình, thì chúc các bạn luôn may mắn và thành công. Cảm ơn.